Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vui mừng được tiếp nhận 811.200 liều vaccine ngừa COVID-19. Cùng với những lô vaccine tiếp theo sẽ được tiếp nhận sau tháng 5, Việt Nam sẽ đặt mục tiêu cung cấp vaccine cho 20% dân số đến cuối năm 2021. Bên cạnh đó, việc thời hạn sử dụng của vaccine ngừa COVID-19 tính từ ngày sản xuất chỉ là 6 tháng cũng là một thách thức đối với chúng ta. Sau khi được chuyển đến các quốc gia, thời hạn sử dụng của vaccine sẽ không còn nhiều. Đây trước hết sẽ là một thách thức đối với Bộ Y tế các nước, cần xây dựng kế hoạch về đối tượng được tiêm vaccine, đảm bảo mỗi người dân sẽ được tiêm 2 mũi, cách nhau từ 2 đến 3 tháng. Thứ hai, đây còn là thách thức lớn hơn đối với công tác hậu cần. Song một lần nữa xin khẳng định, WHO và UNICEF sẽ sát cánh cùng các quốc gia để đảm bảo đưa vaccine đến những đối tượng ưu tiên một cách hiệu quả nhất có thể, với ưu tiên hàng đầu là tính an toàn. Tôi xin gửi lời cảm ơn các chính phủ và đối tác phát triển đang hỗ trợ Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế trong việc hiện thực hóa mục tiêu bao phủ vaccine ngừa COVID-19, cũng như tiếp tục nỗ lực củng cố hệ thống y tế công cộng. Thách thức cuối cùng là đảm bảo các vaccine cần thiết sẽ tới được với 75% người dân Việt Nam. Đây là mối quan tâm chung của tất cả các đại biểu có mặt ở đây. Để làm được điều này, chính phủ Việt Nam đã cam kết cung cấp 150 triệu liều vaccine cho người dân. Chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn. UNICEF đang hỗ trợ để mua thêm vaccine. Và như tôi được biết, ít nhất một chính phủ sẽ đứng ra hỗ trợ việc mua vaccine. UNICEF cũng sẽ mua khoảng 400 tủ đông bảo quản vaccine và hơn 2.000 tủ đông loại nhỏ, hộp lạnh, xe tải đông lạnh và ống tiêm cho Việt Nam. Chuyến bay đầu tiên chở ống tiêm sẽ tới Việt Nam trong thời gian sớm nhất.